phần Excel như vậy là đã kết thúc nghe các bạn. Bạn nào mà chưa hiểu á thì các bạn có thể coi lại các cái video mà thầy up trên YouTube á cho các bạn ấy. Các bạn cố gắng coi lại. Phần nào không hiểu thì các bạn có hỏi lên group. Và bạn nào biết câu trả lời ấy thì bạn hỏi. Được chưa? Bạn nào biết câu trả lời thì các bạn trả lời cho bạn đó. Còn không thì thầy sẽ trả lời lên group cho các bạn. Chưa? Thì các cái buổi còn lại thì mình sẽ chủ yếu nghiên cứu về cái phần access. Về phần access thì mình sẽ có các cái nội dung chính sau đây, ví dụ như là cơ sở dữ liệu. Đó, mình đã biết về cái cơ sở dữ liệu trong Excel như thế nào rồi đúng không? Mình áp dụng cơ sở dữ liệu và các cái hàm database, các cái hàm sử dụng cơ sở dữ liệu để thống kê đó như thế nào, được chưa? Rồi thì khi mà mình tạo, quá trình mình tạo cơ sở dữ liệu đó, thì nó sẽ có các cái bước, ví dụ như là tạo bảng như thế nào, các cái kiểu dữ liệu tương tự với Excel ra sao đúng không? Mình có các cái kiểu dữ liệu này đó, và các cái tính năng, các cái thuộc tính liên quan tới bảng của mình, cũng như là các cái bảng nó có những cái quan hệ như thế nào, bảng này làm sao nó liên kết tới bảng kia, cũng như là lấy cái dữ liệu liên quan tới nhau đó. Thì mình sẽ trong cái các cái buổi học Excel thì mình sẽ nghiên cứu tới cái phần này. Sau khi mình đã tạo xong cơ sở dữ liệu rồi thì mình sẽ là làm thế nào để lấy các cái dữ liệu đó ra. Mình sử dụng cả cái truy vấn cũng như là mình tạo cái giao diện để mình làm việc và tạo báo cáo, được chưa? Thì asset nó sẽ có rất là nhiều cái mục, thì các bạn chú ý nghe, cả buổi thì thường sẽ nó sẽ có những cái phần mới cho các bạn. Vậy thì cơ sở dữ liệu á, cái cơ sở dữ liệu á thì về cơ bản mình đã biết trong Excel rồi đúng không? Trong Excel thì mình sẽ có một cái bảng đúng không? Và nó lưu tất cả những cái thông tin lại đúng không? Trong Excel là một cái bảng lưu tất cả các cái thông tin đó. Thì cơ sở dữ liệu nói nôm na là nó lưu ở đâu cũng được, mình lưu trong máy tính cũng được, hoặc là lưu trên những cái bộ hồ sơ bằng bằng tay đúng không? Những bộ hồ sơ cứng bình thường đó. Ta lấy một cái ví dụ giả sử như là bữa nay thì họ lưu bằng gì, bao hệ thống hết trên máy tính cả đúng không? Tuy nhiên mà để mà đưa cho người này người kia thì họ sẽ đưa ra cho client á, nhất là khách hàng chung của mình á, thì họ sẽ đưa ra những cái bộ hồ sơ để mình biết những cái thông tin gì đó. Thì giống với Excel thì mình có gì, cơ sở dữ liệu thì mình sẽ có là cái bảng, mà cái bảng đó tất nhiên là gồm có các cái trường đúng không các bạn? Cái bảng đó gồm có các cái trường. Đây là một cái ví dụ, mình sẽ mở một cái file Excel ra để mình thấy một cái cơ sở dữ liệu như thế nào. Đây các bạn thấy, đây chính là một cái cơ sở dữ liệu của mình đúng không? Nó bao gồm gì? Nó bao gồm các cái trường đúng không? Nó bao gồm các cái trường. Và gì thứ hai nữa là cả cái dòng thông tin. Thấy chưa? Các cái dòng thông tin như thế này. Thì cái này hoặc là mình gọi là cái bảng, hoặc là mình gọi là một cái mảng hai chiều. Thấy chưa? Gồm có chiều ngang và chiều dọc. Thì chiều dọc của mình chính là cả cái trường đó các bạn, cả cái trường. Ví dụ như trong cái trường hợp này, trường là gì? Trường khách hàng này, trường hiệu sơn này, trường tên hàng này, vân vân, mình có cả cái trường này. Và cả cái thứ hai chính là cả cái trường thông tin, người ta gọi là record đó, tiếng Anh là record đó, được không? Nó lưu lại cả cái thông tin cụ thể nào đó. Đó các bạn, ví dụ như thông tin là số thứ tự thứ hai, thông tin cụ thể là gì? Khách hàng tên gì, hiệu sơn tên gì đúng không, loại sơn gì và số lượng bao nhiêu, thì cái này là những cái dòng thông tin cụ thể đó các bạn thấy.
Ví dụ như sinh viên, giả sử sinh viên thì mình có các cái trường thông tin như thế nào? Trường thông tin sinh viên gồm có ví dụ như là họ tên này, lớp này, ngày sinh này, khóa này, chuyên ngành này, vân vân, đúng không? Đúng không? Và tương tự như vậy, mỗi cái trường thông tin này nó sẽ có cả cái dòng dữ liệu khác nhau. Ví dụ như là sinh viên gì, sinh viên có họ và tên gì, lớp nào, đúng không, lớp nào và ngày sinh là như thế nào, cũng như là sau này có địa chỉ hay là chuyên ngành hay là khoa bao nhiêu như thế nào đó. Thì cơ sở dữ liệu nó bao gồm như vậy. Rồi vậy thì mình sử dụng cái gì để mình quản trị cái cơ sở dữ liệu trên máy tính? Các bạn sử dụng gì? Mình hiện tại mình sẽ sử dụng Access để quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính, được không? Tuy nhiên người ta sẽ có rất nhiều các cái phần mềm để quản trị cơ sở dữ liệu, tùy thuộc vào cái công ty mà người ta sử dụng thôi, người ta ưa chuộng cái loại quản trị nào và mục đích của nó như thế nào. Cái dữ liệu có lớn hay không, dữ liệu mà nhỏ thì người ta sẽ sử dụng các cái loại như như thế này. Access là dành cho cả cái khách sạn lớn nhỏ, bé nhỏ, đúng không, cũng như là những cái bán hàng, những cái cửa hàng bán hàng mà lẻ nhỏ thì người ta sử dụng những cái này. Còn ví dụ như quản trị một cái website lớn ha, hay là thương mại điện tử ha, thì người ta sẽ sử dụng các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu như thế này. SQL Server, những cái này thì các bạn cố gắng nhớ những cái tên hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà các bạn biết để mà có thể là sử dụng cho thi trắc nghiệm ha. Và mình chỉ mục đích để là nghiên cứu về cái phần Access này thôi, quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản. Vậy thì theo các bạn giả sử như mình là chủ một cái khách sạn đi, thì các bạn sử dụng cái Access để các bạn lưu những cái cơ sở dữ liệu nào? Theo các bạn, nếu mà mình là chủ một cái khách sạn thì mình sử dụng cơ sở dữ liệu để mình lưu cả cái thông tin nào các bạn? Khách hàng mà à, khách sạn mà làm gì có nhân viên bán hàng. Khách hàng đúng không, khách hàng, thông tin khách hàng. Ví dụ như khách hàng tới thuê phòng đúng không, thì mình sẽ lưu thông tin khách hàng. Khách hàng thì gồm có những cái thông tin nào, các cái trường nào? Ngày sinh, ngày đi, ngày đến thôi thầy. Rồi, đúng rồi. Còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa? Giá có giá tiền không thầy? Giá tiền thì nó thuộc cái loại nào? Thuộc cái loại bảng nào? Ví dụ như nè, mình có cái bảng là bảng khách hàng đúng không? Bảng khách hàng. Vậy thì khách hàng nó sẽ lưu cái gì? Lưu mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, ngày sinh, vân vân. Số điện thoại này. Đó, thì số điện thoại vân vân, rất nhiều thứ. Rồi, tiếp theo đó là một cái bảng thứ nhất đúng không? Cái bảng tiếp theo là cái bảng bảng phòng đúng không? Cái bảng lưu thông tin của phòng đúng không? Lưu thông tin của phòng riêng. Ví dụ như phòng thì mình sẽ có mã phòng này, loại phòng là loại VIP hay là loại bình dân này, loại có máy lạnh hay không máy lạnh này, vân vân, đúng không? Hoặc là gì nữa, giá phòng đó, mình lưu giá phòng. Rồi phòng đó thì có thể là tầng tầng mấy, phòng tầng mấy đó, vân vân. Thì đó là liên quan tới phòng. Còn cái gì nữa, trong khách sạn thì mình lưu là phòng này và khách khách hàng. Mình lưu cái gì nữa các bạn? Lưu cái gì nữa? Bạn nào quản lý khách sạn không? Thiên về học du lịch không? Có bạn nào học du lịch không? Lưu cái gì nữa? Hành, Hành biết lưu cái gì không Hành? Bùi thì Hành. Bùi thì Hành có. Bùi thì Hành có không?
Bây giờ Thầy hỏi gì vậy thầy? thầy hỏi là bây giờ là trong khách sạn thì mình sẽ là lưu những cái thông tin gì? Ở đâu học đâu? Ngoài thông tin khách hàng và thông tin của cái phòng ra thì mình còn lưu những cái gì? Thì theo em nghĩ là họ sẽ lưu những cái thông tin gì? Không biết à? Có biết không? Có biết không? Không thầy, ngày giờ với lại bảng giá về Ngày giờ của cái gì? của khách hàng với lại bảng giá của phòng á. Thì bảng giá của phòng là lưu trên trong phòng rồi. Đó. Đằng kêu oan. Theo em nghĩ đằng kêu oan nha. Theo em nghĩ là trong cái khách sạn họ sẽ lưu thông tin của gì? Những cái thông tin nào? Em nghĩ là thông tin về khách hàng, về số điện thoại liên lạc, về ngày giờ check-in của khách. Thứ hai là về nhân viên thì có nhân viên của các bộ phận khác nhau. Thứ ba là việc quản lý doanh thu hoặc là chi tiêu của khách sạn. Thì cái về cơ sở dữ liệu thì là nhân viên đúng không, quản lý nhân viên đúng không, bảng nhân viên thì mình cũng tương tự như vậy. Ví dụ như trong một khách sạn mà các bạn không lưu thông tin nhân viên thì lấy cái gì các bạn trả lương đó không, lấy cái gì các bạn trả lương, lấy cái gì các bạn biết là họ cho thuê phòng. Ví dụ như hôm đó khách sạn của bạn nhân viên đó đi làm họ cho thuê phòng nào thì bạn cũng phải nắm vững đúng không? Đúng không? Thì đó là những cái thông tin mà các bạn cần lưu lại, và lưu lại ở đâu? Lưu lại trong cái quản trị cơ sở dữ liệu, cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu của mình, lưu lại trong cái phần mềm của mình. Đó, vậy thì phần mềm đấy là Access. Được chưa? Đó. Cái cách tạo một cái quản trị, một cái hệ cơ sở dữ liệu thì như thế nào? Các bạn vào Access, được chưa? Các bạn vào Access của mình á. Tại cái vị trí này, tại cái màn hình hiển thị này này, các bạn chọn là cơ sở dữ liệu trống, có nghĩa là hoàn toàn các bạn tạo một cái cơ sở dữ liệu trống, chưa có thông tin gì cả. Được chưa? Chưa có thông tin gì cả, các bạn click vào đây. Được không? Rồi một cái tùy chỉnh nó hiển thị lên. Do một cái tùy chỉnh nó hiển thị lên. Đấy chính là đặt tên cho cái cơ sở dữ liệu của mình, đặt tên là database, giả sử là quản lý khách sạn 5 sao đây. Được chưa? Rồi, đây là mới là cái tên. Tiếp theo là các bạn click vào cái biểu tượng browser dùng để các bạn lưu cái file này ở đâu. Các bạn luôn nhớ cái điều này cho thầy, lưu cái file này ở đâu đó. Còn rất nhiều bạn là gì, có rất nhiều bạn là cứ để lưu ở ổ đĩa C, và khi mà các bạn bị khởi động lại máy thì máy tên trường nó mất luôn cái dữ liệu của mình. À, các bạn lưu ý lưu ở ổ đĩa D thì các bạn có thể tìm lại được dữ liệu khi mà máy restart, được không? Còn nếu mà lưu ở đĩa C thì dữ liệu của mình nó mất đi. Và cái thứ hai nữa là khi mà các bạn lưu ở ổ đĩa C mà người ta yêu cầu các bạn nộp file á, vậy là các bạn nộp ổ đĩa D, nó vẫn còn nằm trong ổ đĩa C, đó là các bạn gì, nộp một cái file hoàn toàn không có access, vậy là các bạn mất luôn cái phần access này 3 điểm. Thành ra cho các bạn lưu ý cái chỗ này, đặt tên cho đúng với cái yêu cầu và lưu tại cái vị trí nào, lưu tại ổ đĩa D hay là thư mục họ và tên nhân viên, mã số sinh viên gì đó, được không? Các bạn lưu xong rồi các bạn nhấn create. Dạ. Thì đây chính là cái giao diện làm việc của Access. Được chưa? Đó là chính là cái giao diện của Access đó. Bạn làm theo những cái bước như thế này.
Thứ nhất là click vào cái biểu tượng database trống á, một cái database không có gì trong. Thứ hai là các bạn điền cái tên cơ sở dữ liệu mà các bạn muốn lưu: quản lý khách sạn, quản lý thư viện, quản lý bán hàng, quản lý siêu thị Big C chẳng hạn, quản lý bệnh viện vân vân. Các bạn sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu để quản lý những cái dữ liệu đó, quản lý các cái thông tin liên quan mà các bạn sau này các bạn muốn lấy lại, lấy như thế nào đó, không phải là hoàn toàn chỉ trên giấy tờ đâu, đúng không? Trên giấy tờ thì mình lưu ở đâu cho nó hết cái dữ liệu được, đúng không? Yeah. Rồi. Vậy tới đây chính là cái giao diện của asset. Tương tự với các cái phần mềm khác thì mình có cả cái tab. Yeah, có cả cái tab. Thì các bạn chú trọng với cái giao diện asset này, các bạn chú trọng ở trong cái tab create này. Yeah, tab create này. Create này cho phép các bạn tạo tất cả những cái tính năng mà mình sẽ học trong cái bài mình. Gồm có tạo một cái bảng như thế nào nè. Do create là tạo một cái bảng như thế nào nè. Đó. Rồi tạo những cái câu truy vấn ra sao. Tạo các cái câu truy vấn. Tạo những cái giao diện mình thiết kế, những cái giao diện cho phép nhập dữ liệu, cũng như là tạo báo cáo và xuất ra các cái file A4. Được không? Thì hoàn toàn nó liên quan tới trong cái tab tạo này cho mình. Ở cái phần ở giữa thì các bạn chú ý ở giữa này, cái phần bên trái này chính là cái navigation, là cái thanh điều hướng của mình, được không? Thanh điều hướng có nghĩa là gì? Các bạn click vào cái gì ở hiện thì ở trên này thì nó sẽ ra cái đó. Ví dụ nó tương tự vào cái thanh điều hướng của gì? Của Windows, đúng không? Thanh điều hướng của Windows, đúng không? Đó. Các bạn thấy này. Các bạn click vào đây. Các bạn click vào đây. Các bạn click vào đây thì nó sẽ hiển thị ra những cái thông tin ở trong này, đúng không? Thì tương tự như vậy, thay click vào những cái bảng ở trên này, những cái item á, những cái item ở trên này thì nó sẽ xuất hiện ở cái vùng bên tay phải. Được chưa? Cả cái bảng mà chuyển lớp và thầy đã nhắc rất là nhiều lần rồi, các bạn chuyển lớp các bạn làm theo hướng dẫn, làm theo hướng dẫn ở trên trên cái thời khóa biểu của mình đó. Thời khóa biểu của mình nằm ở đâu giờ các bạn cũng không biết nữa, các bạn cứ hỏi miết á, đứa nào cũng hỏi như vậy hết, hỏi lui hỏi tới, đứa nào cũng hỏi. Vì sao hỏi một lần á thì mình lắng mình nghe, còn bây giờ cứ mỗi lần các bác thầy nhắc là sao? Dạ. Ở đây chính là cái vùng bên phải của mình, vùng làm việc cho cái bảng. Ví dụ như thầy click vào cái bảng thì cái vùng làm việc của các bạn nó hiển thị ra. Giả sử thầy có một cái query, thì có một cái query à, thì lúc này cái vùng làm việc của query nó hiển thị ra ở đây. Giả sử thầy có một cái form đó, một cái form thì vùng làm việc cho form nó hiển thị ra ở đây. Đây chính là cái vùng trung tâm và mình đây vùng làm việc của mình. Được không? Vùng trung tâm và vùng làm việc của mình. Đó. Rồi. Sau khi các bạn tạo xong cơ sở dữ liệu thì các bạn thấy này, nó tự động tạo ra một cái, tự động tạo ra một cái bảng mặc định cho các bạn, đúng không? Tạo ra một cái bảng mặc định này. Đó. Và cái bảng này nó chưa có đặt tên, nó sử dụng là cái tên mặc định là table 1. Nó hoàn toàn chưa có đặt tên. À, các bạn lưu ý cái chỗ này để sau này mình đặt tên lại như thế nào. Thế đối với cái bảng này á, nó sẽ có cả cái thuộc tính sau. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là cả cái trường, đúng không? Thứ nhất là cả cái trường. Ví dụ cái bảng của mình gồm cả có cả cái trường gì? Cái bảng của mình gồm có cả cái trường gì? Đó, ở đây hiện tại nó tạo ra một cái trường ID. Ví dụ như ở đây mình có thể tạo ra một cái trường khác. À, ở đây mình có thể tạo ra một cái trường khác. Đó, ví dụ như là trường gì? Trường họ tên. Họ tên, được không? Đó.
Ở đấy thầy có thể tạo ra một cái trường địa chỉ đó, ở đây thầy có thể tạo ra một cái trường là ngày sinh được chưa. Thì các bạn của mình nó gồm có hai thành phần chính, thứ nhất là trường và thứ hai là gì, thứ hai là dòng dữ liệu ID. Giả sử các bạn có ID của mình đúng không, các bạn có ID của mình đó, và họ và tên các bạn nhập vào địa chỉ là ở đâu và ngày tháng năm sinh là ở đâu. Thì một cái bảng nó sẽ gồm có như thế này các bạn. Chưa? Một cái bảng của mình gồm có thứ nhất là các cái tiêu đề hay là các cái trường, cái tên trường đúng không? Và thứ hai là cả cái dòng thông tin của mình, dòng thông tin thứ nhất, dòng thông tin thứ hai, vân vân ở đây. Được không? Bạn nhìn thấy ở đây này. Đó, nó lưu trữ lại tất cả các cái dòng thông tin của mình. Rồi. Cả cái dòng thông tin thì nó đi theo hàng rồi đúng không? Và cả cái trường thì nó đi theo theo cột. Thế đối với thiết kế cái bảng này á các bạn, đối với thiết kế cái bảng này thì các bạn có hai cách để thiết kế, được chưa? Các bạn có hai thay cách để thiết kế. Tuy nhiên thầy khuyến khích các bạn sử dụng cái cách thứ hai như sau. Vào create các bạn chọn table, được chưa? Đây là cái vùng làm việc cho các bạn nhập dữ liệu, thì người ta gọi là dataset. À, thầy click vào view này, dataset này, được không? Chính là cái vùng làm việc mặc định hiện tại của mình này. Thì dataset này các bạn nên sử dụng để nhập dữ liệu, được không? Nên sử dụng để nhập dữ liệu. Còn các bạn tạo trường cũng được. Tuy nhiên để tạo trường một cách dễ dàng hơn thì các bạn click vào đấy, chọn design view. Được chưa? Design view. Hoặc là các bạn click chuột phải vào đấy, các bạn chọn click design view. Nhớ là click chuột phải lên cái tên của nó và chọn design view. Hoặc là các bạn click vào đây chọn design view. Lúc này nó hỏi là có lưu cái tên tên bảng này hay không, thì mình lưu lại cái tên bảng. Mình lưu cái gì? Ví dụ như là lưu sinh viên. Cái bảng sinh viên á thì mình lưu cái sinh viên. Đấy. Thì hiện tại nó sẽ xuất hiện ra một cái giao diện khác cho phép các bạn thiết kế cái bảng của mình. Được không? Cái bảng của mình nó gồm có hai giao diện. Giao diện thứ nhất dùng để nhập thông tin là dataset, được không? Dataset. Giao diện thứ hai là design view, dùng để thiết kế các cái trường này cũng như là cơ sở các cái kiểu dữ liệu cho cái trường đó. Được không? Ở đây giả sử thầy nhập vào là mã số sinh viên. Đấy. Dữ liệu là gì, cái kiểu dữ liệu là gì thì xí nữa thầy sẽ giải thích chuyên sâu hơn. Họ và tên. Thầy khuyến khích các bạn là nhập viết liền không dấu, được chưa? Viết liền không dấu để làm gì, sau này mình có sử dụng để mà trích lọc hay là truy vấn á, thì mình sẽ là không bị sai sót, không dư dấu cách, không thiếu dấu cách, không dư cả cái chính tả dấu á, các cái dấu của chữ á, được chưa? Họ và tên ngày sinh đấy. Rồi phải giới tính, và ở đây mình sẽ là địa chỉ. Đấy là cái giao diện cho phép các bạn thiết kế các cái trường, đúng không? Thiết kế các cái trường cũng như là chọn các cái kiểu dữ liệu cho cái trường đó. Và cái giao diện đi dataset dùng để cho phép các bạn nhập thông tin dữ liệu vào. Đó, ví dụ như mã số sinh viên thì nhập vào là ví dụ như bốn số cuối đó, rồi họ và tên là gì, chưa? Ngày sinh là gì,
giới tính là nam hoặc là nữ, các bạn có thể check check là nam hoặc là không check là nữ, địa chỉ là vâng vâng thông tin thì các bạn viết tiếng Việt được nghe, thông tin thì các bạn viết tiếng Việt bình thường thôi, tuy nhiên tên trường thì các bạn sử dụng tiếng viết liền không dấu, viết liền không dấu, còn tiếng Việt tiếng Anh gì đó cũng được, viết liền không dấu cho thầy, cạp lóc lên thì càng tốt được không, cạp lóc lên cho phép các bạn dễ hình dung phân biệt được là nếu mà tên trường thì nó sẽ là cạp lóc, còn tên những cái dòng dữ liệu thì nó sẽ là việc bình thường đó, kiểu như vậy. Rồi tiếp theo đó, được chưa? Sau khi mà đã nhập xong dữ liệu cũng như là tạo xong cả cái trường thì các bạn nhấn click chuột phải, các bạn nhấn save đó, các bạn click chuột phải nhấn save, hoặc là ở đây các bạn có thể là click vào cái nút save này, click chuột phải nhấn save và các bạn close nó lại. Cái đó chính là những cái hai cái giao diện làm việc để các bạn tạo một cái bảng, yeah. Gồm có datasheet cho phép các bạn nhập dữ liệu đó, hoặc là design view cho phép các bạn thiết kế các cái trường thông tin. Rồi đối với design view thì các bạn cần chú ý click chuột phải chọn design view. Đối với design view thì các bạn cần chú ý là nó sẽ có một cái phần gọi là các cái thuộc tính, được không? Đúng, có một cái phần là các cái thuộc tính. Các cái thuộc tính này là nó sẽ thay đổi khi mà các bạn chọn các cái trường khác nhau. Ví dụ như là trường mã số sinh viên là hiện tại là number này, cái kiểu dữ liệu là number thì nó sẽ thay đổi theo kiểu dữ liệu này. Click vào đây nó sẽ thay đổi. Click vào đây nó sẽ thay đổi. Thì cái phần này thì tí nữa thì mình sẽ học. Được chưa? Rồi. Khi mà các bạn tạo bảng, khi các bạn tạo bảng, không phải là các bạn tạo hết tất cả các cái thông tin đều trên cùng một cái bảng duy nhất đâu. Đúng không? Không phải là các bạn lưu là họ và tên sinh viên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, rồi các bạn lưu gì? Lưu gì? Ngày đăng ký môn học, số số tín chỉ đăng ký, hay là các bạn đi học phí học kỳ 2, học phí học kỳ 2, các bạn lưu như thế này trên một bảng là không sai nhưng mà nó khó quản lý, được không? Không sai nhưng mà khó quản lý. Thay vì các bạn gì? Thay vì các bạn như vậy các bạn tách riêng ra. Đúng không? Các bạn tách riêng ra là tạo ra một cái bảng khác là gì? Bảng đăng ký môn học là, hoặc là các bạn tạo ra một cái bảng là môn học. Đúng không? Tạo ra một cái bảng môn học. Thì môn học cũng tương tự như vậy thì mình sẽ có gì? Mình sẽ có là mã môn học đúng không? Mã môn học. Mã môn học. Đó. Rồi mình sẽ có là tên môn học, mã thì sẽ có tên. Rồi tên thì nó sẽ có là gì? Số tín chỉ chẳng hạn, số tín chỉ. Mỗi môn học nó có bao nhiêu tín chỉ? Đấy, lưu lại. Kiểu như vậy, nó chỉ có đơn giản như thế này thôi. Hoặc là các bạn nếu mà trong cơ sở dữ liệu của người khác thì họ có thể có nhiều cái trường lưu vào nữa, đúng không? Nhiều cái trường, nếu mà các bạn muốn lưu cái gì thì các bạn thêm trường đó vào để lưu. Thì đây là chính là cái thiết kế, sử dụng cái design view để các bạn thiết kế, được không? Và để nhập thông tin thì các bạn qua đi design datasheet, để ra qua datasheet để các bạn nhập thông tin, ví dụ như là mã môn học là 135 chẳng hạn, tên môn học là tiếng Anh, số tín chỉ là 2 tín chỉ, có thể là
là loài muốn học thêm vào cũng được, ví dụ như là loài và gì loài môn học cơ bản hay là nâng cao đúng không, tiếng Anh cơ bản hay là tiếng Anh nâng cao, nhiều đúng không, nhiều cái trường hoặc là nhiều thông tin mình cần lưu vào thì mình có thể tạo thêm trường để lưu, cũng như là không thích lưu nhiều thì mình có thể giảm bớt cái số trường này. Ở đây giả sử thầy lưu chỉ có 3 trường thôi thì thầy nhập vào. Đó. Thầy có cái bảng thứ 2, bảng thứ nhất là bảng sinh viên, bảng thứ hai là bảng môn học đó. Thầy double click này, double click vào này, nó sẽ hiển thị ra đây, đây chính là cái thanh điều hướng của mình được không, thanh điều hướng. Giả sử mình click vào đây nó ẩn đi thì các bạn thấy này, đây là navigation navigation pane đúng không, là cái thanh điều hướng. Các bạn click vào đây nó để hiển thị ra, mỗi lần các bạn click vào đây thì nó sẽ là mở sang cái bảng bên phải này, được chưa? Tạo bảng thì thầy nói rồi, tạo bảng thì nó sẽ có 2 cách, tuy nhiên là thầy muốn sử dụng cái data đi design view để thầy tạo bảng nó dễ dàng hơn. Còn các bạn sử dụng cái cách đầu tiên cũng được, cách đầu tiên ví dụ như ở đây là bảng môn học, các bạn muốn tạo thêm một trường là trường loại môn học à, thầy click vào đấy thầy chọn một cái kiểu dữ liệu nào đó, lúc này thầy đặt tên là loại môn học thì vẫn được thôi đúng không, thì vẫn được thôi, vẫn được đúng không, thì loại môn học là loại tiếng Anh cơ bản đó, tiếng Anh cơ bản, sau đó là kế toán đại cương cũng là cơ bản, vì tiếng Anh thì mình có tiếng Anh ABC nữa mà đúng không, tiếng Anh ABC, vậy thì xuống đây là 136 tiếng Anh, tiếng Anh cũng là tiếng Anh, số tín chỉ là 2, và ở đây là loại môn học là loại loại nâng cao đó, kiểu như vậy. Hoặc là các bạn muốn tạo thêm trường thì các bạn click vào đây. Đó. Tuy nhiên thì thầy không thích kiểu này, thầy thích cái kiểu này sử dụng cho nhập dữ liệu, và kiểu bên này nó sẽ là cho phép các bạn thiết kế những cái trường, thêm trường vào làm gì đó, các bạn thiết kế bên này. Được chưa? Nó có 2 cách như vậy, tùy các bạn muốn làm cách nào. Rồi. Lúc này thì mình mới thiết kế các cái tên trường, đúng không? Các bạn mới thiết kế các cái tên trường, còn các cái kiểu dữ liệu thì thầy chọn theo kiểu tùy ý, thầy không có suy nghĩ gì cả. Được chưa? Tuy nhiên thì các bạn phải cần phải biết kiểu dữ liệu là cái gì và mình cần sử dụng đúng kiểu dữ liệu để làm thế nào mà nó hiển thị thông tin đúng cũng như là mình truy vấn đúng. Thế giống như Excel thôi, à, giống như Excel đúng không các bạn? Excel mình có cả cái kiểu dữ liệu nào các bạn? Các bạn còn nhớ không? Excel các bạn gồm có những cái kiểu dữ liệu nào? Ảnh hoa. Ảnh hoa, đăng ảnh hoa. Dạ có bà. Excel thì mình gồm có các cái kiểu dữ liệu nào? Biết không? Em biết không? Không biết quay nữa không? Sao mà quên được? Ít ra là mình nhìn vào cái slide ở đây là của asset thì mình cũng suy đoán ra được slide ở các cái kiểu dữ liệu trên Excel rồi. Sao mà không biết được? Ngày tháng năm nữa thầy. Ngày tháng năm là kiểu dữ liệu gì? Kiểu dữ liệu thời gian. Ngày tháng năm thời gian là kiểu dữ liệu gì trong Excel? Time. Daytime, đúng không? Kiểu dữ liệu daytime thì có cái gì đâu mà phải lăn tăn trời. Học mà giống như không học vậy. Tiếp theo kiểu dữ liệu gì nữa?
number này. Cái dữ liệu number à? Number dùng để lưu gì? Số. Dùng số đúng không? Kiểu dữ liệu gì nữa? Currency. Currency là kiểu gì? Tiền tệ. Tiền tệ. Gì nữa? Kiểu gì nữa? Kiểu gì nữa? Test thầy, lưu trữ thầy. Kiểu test dùng để lưu trữ đúng không? Thì có cái gì đâu mà không biết. Mẹ cái đó Excel là đã học thuộc lòng rồi giờ không biết nữa. Click vào cái này mình sẽ thấy ra một loạt tất cả các cái kiểu dữ liệu này. Kiểu general là kiểu chung chung, nó không chỉ rõ là kiểu chữ hay là kiểu số này. Kiểu number sử dụng để là kiểu kiểu số này. Current là kiểu tiền tệ này. Accounting cũng là kiểu tiền tệ, kiểu tài chính kế toán đó. Short day dùng để là kiểu ngày tháng mà kiểu ngắn đúng không? Long day là ngày tháng kiểu dài, nó ghi chữ ra luôn đúng không? Time là kiểu ngày giờ, kiểu giờ. Percent là kiểu phần trăm. Đó, mình có rất là nhiều, và cuối cùng là test là kiểu trừ. Đó, vậy thôi mà mình suy đoán ra ở đây là Excel, và thầy đã mở cái này lên rồi là kiểu dữ liệu của Access. Thì nó cũng giống như Excel, cũng khá cái gì hay đó. Kiểu test cho phép các bạn nhập chữ vào cũng như là nhập số cũng được, chữ số gì đó cũng được, nhưng mà nó lưu dạng chữ, được không? Chữ hoặc là số gì cũng được, nhưng mà nó lưu dạng chữ. Ví dụ như là đây, mã hiệu sớm đấy, mã hiệu sớm là có H1, tuy nhiên số 1 này là một cái chữ 1 chứ không phải là số 1. Đó thì các bạn lưu ý. Thì ở trong assessment có cả cái kiểu dữ liệu sau. Thứ nhất là short test. Short test. Bây giờ thầy tạo ra một cái môn học, tạo ra một cái bảng, click vào cái bảng create và create table. Tại cái vị trí này thầy click chuột phải chọn data view, có nghĩa là gì? Chuyển sang cái dạng giao diện thiết kế cho mình thiết kế. Ở đây thầy lưu là bạn đăng ký môn học. Bạn đăng ký môn học. Đó. Đó, ở đây nó hiển thị ra thứ nhất là cả cái tên trường. Được chưa? Cả cái tên trường. Đăng ký môn học thì gồm có cả cái tên trường gì? Ví dụ như là mã số sinh viên. Mã số sinh viên. Đăng ký môn học thì cần phải là sinh viên đó mới đăng ký được đúng không? Sinh viên nào đăng ký? Sinh viên nào đăng ký? Được chưa? Rồi. Vậy thì mã số sinh viên thì mình sẽ là có cái dạng kiểu dữ liệu gì theo các bạn? Mã số sinh viên. Number đúng không? Kiểu dữ liệu của sinh viên là number, thì chọn number. Đó. Rồi, tiếp theo. Sinh viên đó đăng ký môn học nào thì thầy sẽ sử dụng là mã môn học. Đó. Mã môn học thì theo các bạn là mã môn học số hay là chữ? Số. Số đúng không? Ở bên này là thầy chọn mã môn học là số, vậy thì bên này thầy sẽ là chọn số. Tùy thuộc vào yêu cầu của người ta thôi. Thì hiện tại thầy là chọn số. Được chưa? Rồi. Ở đây là đăng ký môn học. Ví dụ như là ngày giờ đăng ký đúng không? Ngày đăng ký. Ngày đăng ký. Được chưa? Ngày đăng ký thì thầy có thể chọn kiểu gì? Chọn kiểu gì các bạn? Daytime. Daytime đúng không? Đó. Kiểu như vậy thì mình sẽ có gì? Tên trường và kiểu dữ liệu nằm bên này. Các bạn chọn luôn. Được không? Chọn kiểu dữ liệu luôn. Thế các bạn phải cần phải suy nghĩ là kiểu dữ liệu này ứng với cái tên trường nào, cái tên trường này có kiểu dữ liệu như thế nào. Đó, ví dụ ngày sinh của các bạn biết là kiểu daytime rồi, đúng không? Rồi địa chỉ thì các bạn biết là kiểu short test hay là kiểu test,
kiểu test đúng không? Rồi gì nữa, giới tính. À, giới tính, ví dụ như giới tính này, sinh viên ở đây kiểu giới tính này, thì mình có một cái kiểu gọi là kiểu yes no, kiểu yes no. Kiểu yes no là nếu mà là yes thì là nam hoặc là no là nữ, mình định nghĩa như vậy đó. Thì trong này các bạn thấy kiểu short test là kiểu dữ liệu mà chứa các cái ký tự tùy ý ABC cho tới Z, hoặc là từ 0 cho tới 9, cũng như là các cái ký tự đặc biệt khác. Thì nó sẽ chứa khoảng là 255 ký tự. 255 ký tự, các bạn viết dài hơn không có được, viết đúng 255 ký tự thôi, hoặc là bé hơn hoặc bằng 255 ký tự, không được viết hơn. Kiểu long test thì là các bạn nhập thoải mái, được chưa? Các bạn nhập thoải mái. Kiểu number là kiểu dữ liệu số. Last number cũng như vậy, nhưng mà nó số nó nhiều hơn, nó lớn hơn. Ví dụ các bạn muốn viết một cái con số mà nó dài tới 15, 20 số, mà các bạn không biết là cái kiểu number này nó có giới hạn hay không, thì các bạn chọn cho thầy là last number, đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên người ta không có ra nhiều để cho các bạn phải chọn chỗ này đâu. Number là xài thoải mái, được chưa? Kiểu daytime là kiểu ngày giờ. Currency là kiểu tiền tệ thì mình đã học rồi. Rồi. Ở trong Access thì nó sẽ có một cái kiểu dữ liệu mới, đó là auto number. Kiểu auto number này có nghĩa là gì? Nó sẽ tự động tăng cái số lên, tự động tăng cái số lên. Thế lại một cái ví dụ thầy tạo ra một cái bảng mới. Thầy tạo ra một cái bảng mới. Đó. Vào design view thầy lưu lại là bảng. Bảng phụ đây. Lúc này cái trường ID của nó tự động là đặt ở cái chế độ auto number. Đó. Đúng không? Rồi giả sử ở bảng phụ này nó ghi lưu đó. Cái kiểu auto number này là gì? Là tự động tăng số lên. Ví dụ như thầy nhập môn học tiếng Trung. À, các bạn thấy cái trường đó, cái dòng thông tin đó nó tự động tăng số lên là 1, được không? Rồi tiếng Nhật nó tự động là 2. Ở đây là gì? Đó, nó tự động tăng số dần dần lên cho các bạn, là kiểu dữ liệu auto number. Kiểu yes no có nghĩa là true for đó các bạn, true for. Yes no hay là true for. Yes là bằng true mà for là bằng no. Còn cái kiểu lookup ninja này thì sang cái bước thứ ba thì mình sẽ học cái kiểu dữ liệu này, được chưa? Vậy thì mình đã có là gì? Một cái bảng này bao gồm cả cái trường, được không? Một cái bảng này bao gồm cả cái trường. Và cả cái trường này nó sẽ có cả cái kiểu dữ liệu nào thì mình thiết kế trong cái design view. Được không? Nó gồm có tên trường và kiểu dữ liệu. Còn cái việc mô tả ở phía sau này thì các bạn không cần quan tâm. Rồi. Phần tiếp theo. Như thầy đã nói ở trước, khi mà thầy click vào đây, mỗi cái kiểu dữ liệu này nó đều có các cái thuộc tính nằm bên dưới kèm theo. Được không các bạn? Các cái thuộc tính nằm bên dưới kèm theo này. Được chưa? Giả sử thầy click vào bảng nhân viên này, thầy mở cái design view ra. Ở đây thầy chọn vào number, các bạn thấy number nó có cả cái thuộc tính như sau. Field size hay là format, đúng không? Hay là decimal places, vân vân. Đó. Click vào short text thì nó sẽ có cả cái thuộc tính khác nhau.
no nó sẽ có các cái thuộc tính khác nhau. Yes no thì các cái thuộc tính này nó ít này các bạn thấy ít không? Daytime này, đó, các cái thuộc tính này, các cái thuộc tính này nó có mục đích gì? Nó có mục đích gì? Nó định dạng cái cách thể hiện ra màn hình các bạn, định dạng cách thể hiện ra màn hình là cái thứ nhất. Theo lấy một cái ví dụ, ở đây là ngày sinh. Ngày sinh là thầy nó hiển thị như thế này là ngày tháng năm, ngày tháng năm được chưa? Ở đây giả sử trong cái format này thầy chọn là tháng trước mắn mắn đây đấy đó thì nó sẽ là cái kiểu định dạng là tháng trước. Cái tháng trước là ngày à, tháng 7 22 đó, nó tùy thuộc vào mình định dạng. Thì cả cái thuộc tính này thứ nhất là nó cho phép các bạn gì thay đổi cái hiển thị, cái cách hiển thị lên cái màn hình của mình được không? Thay đổi cách hiển thị. Cái thứ hai nữa là nó cho phép các bạn nhập theo một cái dạng mẫu cho trước. Dạng mẫu cho trước có nghĩa là gì? À, ví dụ như là cái mã sinh viên này, mã sinh viên này thế chọn cái kiểu một cái kiểu nhập mà theo có dấu cách hay là có những cái mẫu thầy cho trước này. Mã sinh viên thì nó không cho phép là input mask, nó không cho phép là number, cho nên thầy chọn short đấy. Thầy click vào đây. Rồi. Ví dụ như là mình muốn nhập theo cái kiểu kiểu như thế này. Kiểu như thế này, nó sẽ có những cái dấu cách hiển thị ra. Được không? Có những cái dấu cách hiển thị ra. Đó. Đấy thì thấy sẽ chuyển sang đây thì các bạn thấy nó sẽ hiển thị ra các cái dấu cách cho phép các bạn nhập mã số sinh viên mà hiển thị như thế này. Đó. Cái thứ nhất là cho phép mình định dạng những cái cách hiển thị, thứ hai là mình nhập theo những cái mẫu dữ liệu có sẵn. Đó. Là mẫu dữ liệu như thế này, có dấu trừ, dấu cách như thế này. Hoặc là giả sử cái tài khoản đi, giả sử cái tài khoản sinh viên có một cái tài khoản đúng không? Tài khoản hay là password đi. Password này thì thường là nó nằm trong cái bảng tài khoản nhưng mà thầy cho vào đây. Cái password thì cái password này mình không muốn hiển thị cho người khác xem. Mình không muốn hiển thị cho người khác xem. Vậy thì thầy sẽ chọn cái kiểu là password chẳng hạn. Kiểu như vậy, đấy là cái cách hiển thị ra. Được không? Thầy nhập vào đây, thầy nhập giả sử thầy nhập password vào đây. Dù thầy có nhập là 123 123 gì nữa thì nó cũng không có hiển thị, mà nó hiển thị theo kiểu password mình không thấy được. Đó. Đó là tính năng của các cái thuộc tính này. Tiếp theo nữa là tính năng nó sẽ cho phép các bạn kiểm tra cái dữ liệu cũng như là việc là giới hạn các bạn nhập dữ liệu như thế nào đó. Được chưa? Giả sử password nó là hiện tại là có những cái kiểu như thế này. Require là yêu cầu các bạn phải nhập dữ liệu hay không? Ở đây no có nghĩa là password mình có thể để trống. Đó, password có thể để trống. Đó. Thì ở đây là thầy mới giới thiệu qua chứ thầy chưa đi chi tiết này. Có nghĩa là cái bảng thuộc tính cho từng trường này nó cho phép các bạn như là thay đổi cách hiển thị này, nhập theo một cái mẫu nào đó cũng như là kiểm tra các cái thông tin dữ liệu và yêu cầu các bạn có nhập dữ liệu hay không. Đó. Lúc này mình sẽ đi chi tiết. Các cái thuộc tính ví dụ như là field size. Field size là kích thước của cái trường đó thì các bạn thấy là nó tự động field cho mình á. Có những cái ví dụ như là kiểu short test này, field size nó tự động là 255 này các bạn. Ví dụ như các bạn muốn giới hạn nó lại là 10 ký tự thôi thì các bạn có thể giới hạn lại 10 ký tự. Được không? Thì tuy nhiên những cái này thì các bạn cứ để cái mặc định nó đi, không quan trọng lắm. Cái thứ hai là format là cái định dạng nó, kiểu định dạng nó. Đúng không? Kiểu định dạng ví dụ như định dạng ngày giờ, và chủ yếu kiểu định dạng ngày giờ hay là định dạng caps lock. Lowercase hay là uppercase, có nghĩa là caps lock hay là viết thường. Các bạn có thể định dạng như vậy.
Decimal á là cái kiểu gì các bạn? Kiểu thập phân đúng không? Decimal á là kiểu thập phân. Cho phép các bạn lấy bao nhiêu ký tự ở đằng sau thì các bạn nhập vào đó. Nhập vào cái kiểu decimal này. Cái đây ví dụ thầy chọn vào number thì ở đây decimal là auto thì nó tự động đó, nó tự động. Thế nhưng mình có thể nhập một cái kiểu nào đó cụ thể vào đây có bao nhiêu cái ký tự ở đằng sau, bao nhiêu cái số thập phân ở đằng sau thì mình nhập vào đó. Phía sai là nó ở đây nó long 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 integer để chưa, mà thầy có thể chọn cả cái kiểu khác thì xí nữa thầy sẽ nói cái này. Single. Single là cái kiểu thập phân, xí nữa thầy sẽ giải thích cái phần này cho các bạn. Thì đó, mình có rất là nhiều cả cái thuộc tính khác nhau nha các bạn. Rồi. Vậy thì thuộc tính phiếu sai cho cái trường number là cái gì? Mình nói luôn. Thầy chọn kiểu number này. Tuy nhiên trong cái phiêu size này nó có cả cái kiểu byte hay là integer hay là long integer. Mặc định của nó là long integer đúng không các bạn? Long integer. Nếu mà các bạn sử dụng long integer thì các bạn thấy này, nhìn vào đây này. Các bạn nhìn vào đây này. Cái số tín chỉ của thầy là dù thầy có nhập 2 chấm bao nhiêu đi chăng nữa, 2 chấm bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng làm tròn lên cho các bạn. Được không? Nó làm tròn lên cho các bạn này. Được không? Được không? Thì kiểu long integer có nghĩa là gì? Kiểu số nguyên. Long integer này là kiểu số nguyên. Có nghĩa là nó luôn luôn là lấy phần nguyên thôi, còn phần thập phân nó không lấy và nó sẽ làm tròn lên. Ví dụ các bạn nói là 3.55 thì nó sẽ là làm tròn lên là 4. Yeah, 3.55 thì nó lớn hơn 0.5 thì nó làm tròn lên là 4 cho các bạn. Vậy thì khi mà các bạn muốn nó là số thập phân thì các bạn buộc phải chuyển nó ta sang là kiểu single hoặc là kiểu double. Đó, single là FA đó, độc thân đó, hoặc là double là cặp đôi đúng không? Vậy thì single là độc thân là cái kích thước nó bé đúng không? Còn double là cấp thước cái thước nó lớn. Đó, nếu mà các bạn nhập một cái số thập phân lớn á thì các bạn chọn double, còn nếu mà nhập ba bốn con số thì các bạn chọn single. Được không? Vậy thì lúc này các bạn chọn single á thì cho phép các bạn nhập thập phân. Nhập thập phân. Ví dụ như 2, 2 chấm bao nhiêu đó. Được không? 2 chấm bao nhiêu đó thì các bạn nhập cái số thập phân được. Hiểu không? Thì các bạn chú ý cái này. Sau này mình có rất nhiều cái cơ sở dữ liệu mà các bạn nhập số thập phân. Ví dụ như điểm này, điểm thí điểm này. Đúng không? Điểm là mấy chấm mấy này. Hệ số bậc lương này. Hệ số bậc lương là 2 chấm mấy này. Không thể mà hiếm khi mà nó làm tròn lên cho các bạn, cho nên là các bạn lưu ý. Khi nào mà đối với các cái kiểu dữ liệu là số thì nó sẽ có thêm là phiếu size là single hoặc là mặc định là long integer. Được không? Vậy thì các bạn chọn single nếu các bạn muốn nhập số thập phân. Đó, các bạn thấy cái giá trị của nó rất là lớn này. Single là giá trị của nó lên tầng là 10 mũ 38. Được không? Double là 10 mũ 308. Rất là dài. Cho nên các bạn không cần quan tâm đâu, chỉ cần là chọn single cho thầy. Được không? Rồi, đối với cái thuộc tính test thì các bạn chỉ cần lưu ý một điều rằng á là short test này là 255 ký tự. Ví dụ như địa chỉ các bạn nhập dài quá thì các bạn có thể gì? Có thể đừng có giới hạn nữa. Các bạn chọn sang kiểu long test để không giới hạn luôn. Được không? Còn nếu các bạn short test mà các bạn giả sử cái mã
mà nhân viên các bạn chỉ nhập 5 ký tự thôi, và các bạn muốn giới hạn nó 5 ký tự thì các bạn nhập vào vào năm cho thầy và nó sẽ giới hạn 5 ký tự cho các bạn thôi. Thì đó là cái kiểu kiểu test, được chưa? Các bạn chú ý cái phần này thôi, kiểu test lên các bạn chú ý cái phần phía sai. Đó, kiểu number thì các bạn có nhiều loại, ví dụ như là kiểu number theo kiểu tiền tệ này. Number theo kiểu tiền tệ nó sẽ hiển thị cái đồng đô la cho các bạn này, kiểu percent là kiểu phần trăm này hiển thị cái kiểu phần trăm cho các bạn này. Được không? Thì các bạn có thể chọn những cái kiểu các bạn mong muốn. Number ở đây nó hiển thị theo kiểu gì format đúng không? Kiểu gì general này là kiểu thông thường thôi. Currency là nó kiểu thêm cái dấu tiền tệ vào, cũng như là các kiểu phần trăm, các bạn có thể chọn những cái kiểu này mà các bạn mong muốn. Đó, nó kiểu như thế này. Tại vì ở đây là decimal thì nó sẽ hiển thị ba con số, cho nên là nó hiển thị ra ba cái số không ở đằng sau. Tuy nhiên thầy nhận số không lại thì nó sẽ vứt ba cái con số ở đằng sau đi. Decimal là nó cái số thập phân ở đằng sau đó, thì nó vứt đi. Ở đây nó sẽ còn là 300%, có nghĩa là 3 đó các bạn. Cái này là tùy thuộc các bạn thay đổi thôi. Người ta nếu mà hiển thị phần trăm thì các bạn chọn format là phần trăm, còn không thì các bạn để cái chế độ thông thường. Được không? Để chế độ thông thường. Được chưa? Đối với number thì các bạn chỉ chú ý những cái này thôi. Thứ nhất là gì? Nếu mà là kiểu thập phân thì các bạn chọn là single hoặc là double, còn không thì để giữ nguyên là long integer. Đối với format thì các bạn chú ý là họ đang chọn kiểu phần trăm hay là đang chọn kiểu thông thường. Nếu mà phần trăm thì các bạn chọn là general number, còn nếu mà bình thường các bạn chọn general number, còn nếu mà phần trăm các bạn chuyển sang cái chế độ percent. Đấy, ví dụ như yêu cầu người ta yêu cầu là giảm giá, có một cái trường là giảm giá. À, cái trường gì? Giảm giá đúng không? Giảm giá. Hoặc là tỷ lệ, cái trường tỷ lệ. Tỷ lệ thì mình có thể kiểu để kiểu là number. Bên Excel thì nó có cái kiểu phần trăm nó tách riêng ra number, tuy nhiên ở đây nó mình có cái kiểu number thôi. Vậy giả sử giảm giá mà muốn hiển thị tỷ lệ, muốn hiển thị theo kiểu phần trăm thì ở trong format này các bạn chọn theo kiểu phần trăm percent. Được không? Rồi sau đây vì về phần trăm thì mình có thể là giảm tỷ lệ 2% chẳng hạn, mình nhập vào đây. 2. Mình nhập vào đây 2. Đó, thay đổi cái lệ, cái tỷ lệ này lại xem này. Long integer. Percent. Này là mình nhập theo kiểu gì là không, giả sử mình nhập 0.2 là nó sẽ hiển thị 2% đúng không? Mình nhập 0.2 thì nó sẽ hiển thị 2%. Vì sao nhập 2 ở đây thì nó chỉ có 0%.
Rồi đối với cái kiểu phần trăm này thì các bạn setting các cái thông số như sau. Ví dụ như là decimal là các bạn hiển thị không có cái dấu thập phân ở trong trong đó, có nghĩa là nó không có cái phần không không ở phía sau, được chưa? Cái kiểu dữ liệu thì các bạn chọn kiểu single, các bạn chọn cái kiểu single. Và các bạn chọn format thì các bạn chọn cái kiểu percent để nó hiển thị cái phần trăm ở phía sau ra. Thì lúc này các bạn mới nhập được. Còn không thì các bạn nhập cái số rất là lớn, người ta yêu cầu các bạn nhập cái số rất là lớn. Lúc này thì nhập 100 thì nó mới ra được. Thấy không? Còn ở đây nếu mà các bạn muốn nhập những cái số đơn giản thôi thì các bạn thay đổi cái kiểu dữ liệu của nó một chút. Nếu các bạn để cái kiểu thông thường là long integer đó, thì ở đây nó sẽ thông báo một cái gì? Long integer thì nó sẽ nói là cái kích thước này nó không, nó quá ngắn đó. Khi mà các bạn để cái chế độ long integer thì nó kích thước này nó quá ngắn để mà sử dụng cái percent đó. Đó thì nó bị lộ cái đó, thấy chưa? Cho nên các bạn lưu ý khi mà sử dụng phần trăm thì các bạn chuyển sang chế độ single, single mới sử dụng được cái ký tự phần trăm đó, được không? Còn decimal là các bạn để không, để nó không có hiển thị hai số không ở đằng sau. Còn nếu mà để auto á thì nó sẽ xuất hiện tùy ý các bạn đó, cái lỗi ở cái chỗ đó, được chưa? Thế nhắc lại là nếu mà để long integer thì các bạn không thể hiện được phần trăm, các bạn phải chuyển sang single mới là thể hiện được cái phần trăm đó. Còn nếu không thì để long integer thì nó sẽ cần nhập một cái con số rất là lớn, thì nó sai với cái yêu cầu của mình rồi. Đối với trường daytime thì các bạn hiểu rồi, trường daytime thì nó sẽ có gì? Hiển thị theo là trừ này, hiển thị theo là số, hoặc là hiển thị theo là thêm ngày giờ nữa, ngày giờ ở phía sau nữa. Các bạn long day có nghĩa là hiển thị theo trừ này, và short day có nghĩa là hiển thị theo cái kiểu của mình á. Còn cái kiểu định dạng như thế này thì các bạn chọn thôi, được không? Ví dụ như giả sử các bạn đó, thay vì các bạn hiển thị ngày sinh là các bạn hiển thị đầy đủ á, đúng không? Hiển thị đầy đủ á thì các bạn có thể hiển thị theo kiểu gì? Đó, những cái kiểu như thế này nó có rất nhiều này, được không? Short day này, hoặc là medium day, hoặc là long day, vân vân. Các bạn có rất nhiều kiểu để các bạn chọn, hoặc là các bạn có thể định dạng theo ý các bạn mong muốn luôn. Thay vì các bạn hiển thị ngày tháng năm thì các bạn hiển thị là ngày tháng thôi, được không? Được chưa? Rồi, tiếp theo là mình có cái input mask. Cái input mask thì cho phép các bạn nhập theo những cái mẫu có sẵn. Ví dụ như mẫu số điện thoại như thế nào? Số điện thoại thì nó có gì? Mở ngoặc, đóng ngoặc này, đúng không? Có dấu kênh gạch ngang ở đằng giữa này, vân vân. Hoặc là các cái serial number cũng như là mật mã mà thầy đã nói đằng trước, thầy đã làm ví dụ cho các bạn. Rồi. Ngoài ra thì mình có cả cái thuộc tính khác. Ví dụ như là chủ yếu là yêu cầu các bạn nhập dữ liệu vào hay không là cái thuộc tính require, được chưa? Thuộc tính require là cho phép các bạn nhập dữ liệu vào hay không. Ở đây giả sử là thuộc tính đa nặng require của nó là no, có nghĩa là mình nhập cũng được, không nhập cũng được. Tuy nhiên nếu các bạn chuyển sang là yes, thấy chưa? Các bạn chuyển sang là yes thì ở đây các bạn phải nhập đúng dữ liệu nha, các bạn phải nhập đúng dữ liệu. Là thầy chọn nhầm rồi, các bạn thầy chọn xuống địa chỉ này, địa chỉ là phải nhập địa chỉ thì thầy chọn require là yes. Chà. Thì lúc này giả sử thầy nhập một cái dòng thông tin nào đó ở đây.
Được không? Ngày tháng năm. Giả sử thầy không nhập ngày tháng năm, thầy không nhập những cái dòng thông tin này thì nó yêu cầu gì? Bạn phải nhập giá trị của ngày sinh, bởi vì lúc nãy thầy chọn cái ngày sinh và thầy chọn require là yes thì nó hỏi là bạn cần phải nhập giá trị cho cái ngày sinh. Tương tự như vậy, thầy chọn ngày sinh, thầy chọn xong rồi á, thầy chọn ngày sinh xong rồi thì nó cũng phải yêu cầu là bạn phải nhập giá trị cho cái địa chỉ này. Chưa? Sau khi các bạn nhập xong thì nó mới cho phép các bạn chuyển sang một cái dòng khác. Đó. Thì các bạn chỉ cần chú ý những cái thuộc tính mà thầy đã giới thiệu cho các bạn. Thứ nhất là gì? Thuộc tính format này. Thuộc tính format này là mình cần phải định định dạng cái cách hiển thị lên màn hình như thế nào đối với ngày tháng cũng như là chữ. Đó. Tiếp theo là thuộc tính phần trăm, được chưa? Định dạng phần trăm cho chữ, phần trăm cho số. Đối với phần trăm cho số thì các bạn lưu ý là chuyển sang single để vừa là nhập phần trăm hoặc là các bạn có thể nhập cái dạng thập phân, được chưa? Input mask là cho phép các bạn nhập theo một cái định dạng có sẵn nào đó. Thông thường thì họ sẽ khó mà ra cái kiểu này. Đó, chủ yếu là các bạn làm những cái này là làm câu trắc nghiệm này, mấy cái kiểu này làm câu trắc nghiệm, ví dụ như thuộc tính require dùng để làm cái gì, và thuộc tính require mục đích làm gì là dùng để yêu cầu nhập cái dữ liệu vào. Default value là những cái thuộc tính, những cái giá trị mặc định, những cái giá trị mặc định cho cái thuộc tính đó, cho cái trường đó. Ví dụ như index, cái thuộc tính index là cái gì? Là cái thuộc tính mà cái dữ liệu đó là duy nhất hay không? Nếu mà là yes thì nó sẽ là phải duy nhất, cái thuộc tính của cái trường đó phải là duy nhất. Còn nếu mà không thế thì không sử dụng index, có nghĩa là như thế nào cũng được. Thì đấy là những cái kiểu ràng buộc các bạn cần cần đọc thêm thôi để mình làm những cái câu trắc nghiệm cho đúng. Rồi giả sử mà trong những cái bảng này mà các bạn nhập dữ liệu sai, giả sử các bạn nhập dữ liệu sai ở đây, không nhập dữ liệu đi, giả sử nó yêu cầu gì đó, được không? Các bạn nhập dữ liệu sai đó thì các bạn click vào một cái dòng nào ở đây, các bạn click chuột phải vào một cái dòng nào đó và các bạn delete record, có nghĩa là xóa cái dòng thông tin này. Thì nó hỏi là có một cái dòng các bạn cần được xóa, thì các bạn yes. Tương tự như vậy, giả sử những cái dòng nào các bạn không thích nữa hoặc là nhập sai, các bạn click chuột phải chọn chọn delete record, được chưa? Rồi giả sử mà các bạn nhập thông tin vào mà nó bảo lỗi, được không? Các bạn nhập thông tin vào mà nó bảo lỗi mà các bạn không biết xử lý cách nào, nó cứ bảo lỗi như thế này, các bạn không biết xử lý cách nào, thì các bạn nhấn nút Escape ở trên màn hình của các bạn á, được không? Nhấn cái nút là ESC này, được không? Cái nút Escape trên góc trên bên trái cái màn hình của các bạn á, để các bạn thoát ra khỏi cái dòng này, được không? Như vậy nó không thông báo lỗi nữa. Lúc nào mà nó thông báo lỗi thì các bạn nhấn phím Escape để thoát ra khỏi cái dòng đó, để nó không hiển thị lỗi nữa. Còn các bạn không biết như thế nào, các bạn cứ nhấn cái nút gì nó cũng hiển thị cái thông báo lỗi như thế này, mình không làm được gì cả, thì các bạn nhấn nút Escape. Và các bạn giả sử không cần thông tin này thì các bạn click chuột phải và các bạn delete record đi, được chưa? Về cái phần tạo bảng như thế này các bạn hiểu chưa? Tạo bảng các bạn hiểu chưa? Dạ có thầy. Đó, tạo bảng thì gồm có, thầy nhắc lại này,
Tạo bảng thì gồm có hai cái giao diện Dataset cho phép các bạn nhập dữ liệu, giao diện Design View cho phép các bạn thiết kế bảng. Thiết kế bảng thì gồm có hai loại, loại thứ nhất là trường, đúng không? Thiết kế bảng là mình sẽ có trường này và mình có kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu thì nó giống Excel, mình có short text hay là long text hoặc là date, time, currency, percentage cũng như là kiểu date kiểu gì? Yes, no. Được chưa? Thì mỗi cái kiểu dữ liệu như vậy nó đều có các cái thuộc tính riêng. Đúng không? Đều có các cái thuộc tính riêng. Ví dụ kiểu short text mình có cái thuộc tính format là cho phép các bạn định dạng cái chữ như thế nào, chữ viết hoa hay là chữ viết thừa. Đó. Rồi kiểu field size, cái thuộc tính field size là kích thước của cái kiểu short text đó như thế nào, 255 hay là không giới hạn, hoặc là mình có thể giới hạn lại 5 chữ số, 10 chữ số, vân vân. Thì đó liên quan tới tới cái kiểu text. Đối với cái kiểu number thì các bạn cần chú ý là nếu mà là số nguyên không không có thập phân thì các bạn chọn long integer thông thường. Được chưa? Còn nếu mà các bạn sử dụng thập phân có dấu chấm ở đằng sau thì các bạn sử dụng kiểu single, cũng tương tự như vậy. Nếu các bạn chọn là kiểu percentage number mà kiểu percentage á, thì các bạn cũng là chọn single, được không? Còn nếu không thì các bạn phải nhập một cái số lượng số rất là lớn để nó hiển thị cái phần trăm đúng thì không có tốt. Được chưa? Còn input mask thì các bạn chỉ cần biết là nó là những cái mẫu có sẵn cho phép các bạn nhập theo, như vậy là được rồi, được không? Require là cái thuộc tính là yêu cầu các bạn nhập dữ liệu vào, được chưa? Thì đó là cả cái thông tin mà liên quan tới việc tạo bảng cho các bạn. Rồi các bạn giải lao khoảng 15 phút rồi mình sẽ học tiếp cái phần tiếp theo ấy.